Tôi đang chuẩn bị bước vào tàu đây, tàu Unitsky đây. Hương Giang đây. Chúng tôi bắt đầu vào nào. Đây tàu đây nhá. Ấm lắm nhà mình ạ. Tuyệt vời. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và cái model tàu này đã được chứng nhận an toàn và có thể đang sản xuất hàng loạt và lắp đặt hàng loạt. Đây là tàu dành cho hành khách. Và con tàu này có thể đứng được 10 đến 12 người. Rất là tuyệt vời, vào tàu mình cảm giác như là mình về nhà ấy. Ấm. Không phải người lái nhá. Không cần người lái nhá, đây là không cần người lái mà chạy bằng năng lượng của nắng của gió nhá. Năng lượng mặt trời nhá, thân thiện môi trường, không gây ô nhiễm môi trường. Không phải xăng dầu gì hết. Không phải xăng dầu nhá. Và tốc độ tàu chạy ở trong nội ô là từ 120 đến 150 km/h. Tốc độ 150 km/h. Hiện nay là chúng tôi đang đi với con tàu mà sẽ chạy ở trong nội ô thành phố đấy ạ, 120 đến 150 km/h. Và ở trong này thì không cần người lái và có cả video đấy ạ. Đấy, có cả video nhé. Đó, rất là tuyệt vời, ấm lắm. Ở trong tàu quá ấm luôn. Tàu bắt đầu chuẩn bị chạy đấy các bạn. À, đây tàu bắt đầu chạy đấy ạ. Đây nhá. Đây nhá các bạn nhìn nhá, không cần người lái nhá, tàu chạy rất là tuyệt vời. Và đây là chúng tôi là những nhà đầu tư của thị trường Unitsky Việt Nam. Đây là những nhà đầu tư của thị trường Unitsky Việt Nam. Cả nhà ơi, nhìn này, Tuyệt vời. Đây ạ, tàu đang chạy đây ạ, Và con tàu này nó giống như là con chó con ý, thậm chí là nó gặp cây cối nó tự tránh nhé và tự dừng, rất là tuyệt vời. Tức là tàu nó có cái gọi là cái định vị, tức là chạy tốc độ rất là cao. Ôi trời, êm lắm, em không nghe tiếng cá, quá không chạy, quá tuyệt vời các bạn ạ, quá tuyệt vời, luôn, các bạn thấy không ạ? Đây này, cá. Yeah. Quá tuyệt vời, ôi giời ơi, ra đây có chạy đi trắng này. Các bạn có thấy không ạ? Ôi, tốc độ cực nhanh luôn. Ôi giời ơi, tốc độ siêu nhanh luôn, Tốc độ này là tí nữa tôi sẽ hỏi là bao nhiêu km/h. Quá tuyệt vời luôn, tốc độ chạy siêu nhanh đấy ạ. Siêu nhanh luôn. À 40, đang 40. Wow. Đang 40 nhé, 41, 42. Tuyệt vời quá cái gì. Không phải ai lái nhá. Ở đây ạ. Tất cả là nó có video hết đấy ạ. Đây ạ, nó có video và nó hiện lên là tàu đang chạy tốc độ là 40 km/h. Và lúc này là 12:12 của ngày. Các bạn nhé, không cần ai lái nhá, mà chúng tôi coi như là các bạn thấy không ạ, là phía đằng trước không cần gì đâu, không cần ai lái đâu ạ. Thế là tàu tôi đang đi và rất là tuyệt vời, rất là sướng, ấm nóng. Tốc độ tối đa lên tới 150 km/h. Nhưng hiện tại là tốc độ đang là 50 km/h quý vị. Vì cái đường chạy này nó quá ngắn. Đúng rồi. Vì là khoảng đường này nó chưa đến 1 km, có 900 m thôi. Đây là tốc độ. Tốc độ là chỉ mới chạy có khoảng 40 trên 40 km/h, tại vì người ta còn phải tuyến đường đủ, tức là phải hạ tốc độ và lên cho nó đúng tốc độ đấy ạ. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Quá tuyệt vời luôn. Các bạn hãy đến đây trải nghiệm thực tế. Hãy đến sờ tận tay dây tận trán luôn nhé, không phải bảo là chúng tôi là nói láo. Sờ tận tay dây tận trán luôn. Tôi là cổ đông chính thức của tập đoàn nên là chúng tôi được đặt chân tới đây. Đúng rồi. Và quý vị quan tâm đầu tư để hãy gọi cho chúng tôi. Hãy cứ gọi cho chúng tôi. Hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tư vấn làm sao để các bạn đầu tư được có lợi nhất có thể. Đảm bảo các bạn cũng sẽ là cổ đông, đồng sở hữu mọi công nghệ của tập đoàn. Và cũng sẽ được đến đây giống như chúng tôi. Đúng rồi. Nếu các bạn muốn tham dự vào một cái dự án khủng nhất hành tinh, đó là dự án Skyway. Đúng rồi. Hiện nay đang là một cái gọi là dự án hot nhất hành tinh đấy ạ. Và các nhà chuyên gia về giao thông vận tải nói rằng là hàng trăm năm mới có một cái dự án như thế này. Các bạn hãy đừng để tuột mất cơ hội nhé. Cơ hội đang nằm trong tay các bạn. Và các công nghệ vận tải đường dây cấp 2 này chính là xu thế của toàn thế giới đang hướng tới. Tương lai con người sẽ di chuyển chúng ta cấp 2, tàu cấp 1. Tàu chạy là bằng năng lượng của nắng của gió và không cần người lái. Đúng rồi ạ. Tự động hoàn toàn, không cần người lái. Tự động từ A đến Z. Loại bỏ yếu tố con người đấy ạ. Thậm chí là máy bay Boeing bây giờ còn rơi là vì làm sao? Ví dụ như là phi công chỉ cần về cãi nhau với vợ một cái là có khi sơ sảnh một tí là rơi thôi. Thế nên là tàu này là không cần người lái nhé, tàu tự chạy. Rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi lại quay lại. Bây giờ chúng tôi đang quay lại đấy ạ. Rất là tuyệt vời, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng vinh dự khi hôm nay được đến trung tâm thể nghiệm chức nalo của Unitsky, EcoTechnoPark. EcoTechnoPark. Và ở đây có rất nhiều đường tàu như thế này. Chúng tôi hiện nay ở tại trung tâm thể nghiệm đã có 7 đường tàu như thế này. Và đã thể nghiệm 16-17 cái mô đun tàu như thế này. Và chúng tôi đang xây dựng 4 dự án, năm ngoái xây dựng 4 dự án ở bên UAE. Và năm nay hiện trên bàn chủ tịch thì có khoảng hơn 20 cái dự án đang nằm trên đấy ạ. Và trong năm tới sẽ xây khoảng hơn 10 dự án ở bên UAE. Và nếu không có gì thay đổi thì tháng 1 này chúng tôi sẽ sang bên UAE để gặp ngài chủ tịch và đi thử tàu và thăm dự án ở Staria. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Wow. Tốc độ tàu chạy rất nhanh và rất êm, không có cái sự rung lắc nhé cả nhà nhé. Các bạn hãy đến đây trải nghiệm thực tế, các bạn sẽ thấy được là sự tuyệt vời vĩ đại của công nghệ này các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Hà Nội mà như này là không bao giờ tắt đường. Hà Nội bên này thì làm sao có tắt đường được? Không bao giờ tắt đường. Không biết dùng từ nào để mô tả sự tuyệt vời của công nghệ này nữa. Và nếu xây đường Skyway ở Hà Nội thì sẽ không phải đền bù nhiều. Không phải giải tỏa mặt bằng lớn, không phải giải tỏa mặt bằng. Chi phí xây dựng ở Hà Nội có những con đường mà giải tỏa mặt bằng mà người ta nói rằng là con đường đắt nhất hành tinh. Còn với Skyway thì là chỉ có 3 triệu đô xây dựng 1 km đường thôi ạ. Riêng Việt Nam là 3 triệu đô, còn các nước khác ví dụ như UAE đang xây là 10 triệu đô 1 km đường ạ. Ưu tiên đặc biệt cho các cổ đông và các nhà nước Việt Nam là chỉ có mất 3 triệu đô 1 km. Các bạn thấy không? Tôi đã trực tiếp đến đây và trực tiếp đi tàu. Ở trên mạng có nhiều thông tin tiêu cực đúng không ạ? Nhưng mà các bạn không biết là các bạn hãy cứ đến đây trực tiếp và trở thành cổ đông của tập đoàn thì các bạn sẽ có trải nghiệm. Tôi là như tôi thực tế luôn đấy ạ. Ai nói gì kể, chúng tôi chỉ một niềm tin duy nhất với Unitsky vì chúng tôi đã đặt chân và đã tự tay sờ thấy, nghe thấy, đi tàu tận mắt nhìn thấy và tận mắt được gặp ngài chủ tịch. Vô cùng tuyệt vời. Đấy, chúng tôi là đồng sở hữu mọi công nghệ. Đồng sở hữu công nghệ và đây là ngôi nhà của chúng tôi. Đúng rồi. Các bạn có muốn đồng sở hữu công nghệ như chúng tôi không? Hãy trở thành nhà đầu tư của Skyway, hãy trở thành cổ đông của Skyway. Và hãy gặp chúng tôi là những người đã đưa những cái video này cho các bạn. Tuyệt vời ạ. Trong này ấm sực. Các bạn cứ tưởng tượng ở ngoài rất là lạnh cái hệ thống điều hòa. Trong này hệ thống điều hòa mùa hè ở bên UAE thì mát rượi. Còn ở đây thì ấm sực luôn. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Skyway là phù hợp với mọi địa hình và mọi khí hậu của tất cả các nước ở trên toàn cầu. Ví dụ như là bão cát hay bão tuyết hay là lũ lụt đều không ảnh hưởng. Và thậm chí là động đất 10 độ Richter đến 12 độ Richter cũng không ảnh hưởng. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Không phải tự dưng là nước Nhật đã sang đây 4 lần để tìm hiểu về công nghệ Unitsky của chúng tôi để xây ở bên Nhật. Chúng tôi đã đi thử, đã trải nghiệm, chúng tôi đã đi thử và đã trải nghiệm. Vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Prekrasna. Yeah. Prekrasna. Skyway thật là vĩ đại. Очень-очень прекрасно. Первый раз в жизни такой радостный мы. Очень прекрасно. Даже без слов не могу это... Ой. Прекрасно, тепло, хорошие. И такой скорость. Шикарно, шикарно. Да. Спасибо, Анатолий Юницкий. Да. Спасибо.